vào phòng khám thì bác sĩ lúc đó làm đưa ra cho em hai cái gọi là quyết định. Một, nếu như mà mình đi xét nghiệm mà bé bị rubella thì mình phải bỏ con. Nhưng mà khi mà bé vừa ra đó là bác sĩ bốc bé lên một cái là gọi liền cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Khi mà em mang bầu bé thứ hai á, cũng có lo một chút, không lẽ là cho mình bị thêm đứa thứ hai nữa. Lúc đó chắc em nghĩ là em quỵ thật sự luôn á, nhưng mà không may. Lúc mà lập gia đình á thì em quyết định là 2 năm sau em mới có bé. Lúc đó là em bị trễ khoảng 2 tuần thì em bắt đầu em mới đi mua thử thai về. Thì khi mà vào trong toilet mà để mà thử thì cái cảm giác của mình thì rất là hồi hộp, rất là muốn là có con, mà nữa cũng rất là lo lắng vì cái hoàn cảnh rồi cái kinh tế lúc đó mình cũng chưa có được ổn định nữa. Thì khi mà có lên hai vạch mà hai vạch rất là đậm nữa cho nên là không có sai sót, không chối cãi được nữa. Thì lúc đó em mới rất là vui. Em đi khoe với lại mẹ chồng của em, ở chung với mẹ chồng và người thứ hai là ông xã. Khi mà mình khoe ông xã thì thấy ông xã kiểu cảm giác vui nhưng mà sao thấy trầm quá đi, kiểu như là anh đóng băng, anh đơ. Dạ bị đơ. Anh dừng 2 giây. Dạ đúng rồi. Xong rồi cái em mới nói là em có bé Bi rồi. Cái ông xã mới nói ờ vậy hả, tự bình tĩnh lắm, không có một cái gì hốt hoảng lên hết trơn. Lúc đó buồn không? Dạ cũng hơi bị chạnh lòng một chút xíu. Hụt hẫng hả? Dạ. Lúc đó suy diễn điều gì trong đầu? Suy diễn không biết là ồ vậy là chắc không muốn có con với mình rồi. Thương tôi không? Dạ. Ủa sao không có la lên, không có rưng nước mắt? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu thì em mới biết được là ông xã vui lắm, nhưng mà là do cái điều kiện kinh tế lúc đó gia đình chưa có được ổn định, cho nên là không biết lúc mà có con rồi mình sanh ra thì mình sẽ lo như thế nào đây. Và thai được 3 tuần là đến khoảng 2 tháng sau là em bị động thai. Lúc đó bác sĩ phải cho em nằm yên một chỗ 10 ngày luôn và phải đặt thuốc cho đến khoảng 6 tháng. Lúc đó là bắt đầu em bị sốt thì vào phòng khám thì bác sĩ lúc đó làm đưa ra cho em hai cái gọi là quyết định. Một, nếu như mà mình đi xét nghiệm mà bé bị rubella thì mình phải bỏ con. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Và nếu như cái điều tốt đẹp đến nữa là bé sẽ không bị do một cái sốt bình thường thôi thì bé không bị gì nữa thì rất là chúc mừng. Giữa hai cái diễn biến mà bác sĩ đưa ra như vậy thì em rất là đau khổ và rất là buồn, nghĩ là không biết là mình có được may mắn để mà có nghĩa là đến cái kết quả thứ hai là không, bé không bị gì không. Thì một tuần sau mới có kết quả. Trong một tuần đó thì chị nghĩ chắc có lẽ là cái tâm trạng mình nó nặng nề lắm. Dạ 7 ngày nó sẽ dài như cả gia đình nhau. Đều là có một cái chung một cái tâm trạng giống như em. Dạ em lo lắng, em luôn cầu nguyện là cho bé không có bị cái gì hết. Tại vì nếu mà 6 tháng mà mình bỏ bé thì rất là tội. Lúc đó là em bị suy sụp luôn, nhưng mà nhờ có ông xã và gia đình á, hai bên cổ vũ tinh thần, cho nên là em vượt dậy và đợi đúng đến một tuần sau đến gặp bác sĩ để lấy kết quả xét nghiệm á. Thì lúc đó là rất là vui, mà vui đến nỗi mà tràn nước mắt là bé không có bị gì hết. Nhưng mà lúc đó thì em có giây phút nào em nghĩ là nếu như thực sự cái kết quả xét nghiệm mà nó không có như mình mong muốn thì em có nghĩ đến việc là mình phải chọn cái phương án là mình bỏ con không? Dạ có chứ, nếu như mà cái kết quả nó không được như em mong muốn thì em phải bỏ con thôi. Tại vì những cái biến chứng mà để lại khi mà sanh bé ra nó rất là nặng nề và nguy hiểm nữa. Lúc đó nó còn khổ cho con khổ hơn. Dạ, mình cũng có suy nghĩ những cái suy nghĩ xấu, nhưng mà nếu như mà mình suy nghĩ như vậy hoài á thì nó sẽ không tốt cho bé lúc mà ở trong bụng. Cho nên là em cứ tạo niềm vui cho mình bằng cách là ăn nhiều, ngủ nghỉ này kia hợp lý. Thì hy vọng là con mình nó sẽ khỏe, bé khỏe, dạ khỏe, rồi cho đến ngày em sanh luôn. Không, cái thai kỳ sau đó là nói chung là tăng cá nguyệt thứ 3 dạ. Là vui vẻ, tận hưởng. Và có một điều nữa là khi mà em mang thai thì em không có bị ngán nữa, cho nên là cái việc ăn uống bồi bổ cho bé thì cũng rất là tốt. Vậy thì với một cái sự thuận lợi ở 3 tháng cuối cùng thì cái chỉ báo, cái dấu hiệu của cái việc là rồi bây giờ là phải sinh con nha, nó đã diễn ra như thế nào?
ở cái ngày đó? Lúc mà em có dấu hiệu xanh á, là lúc đó em vào toilet buổi sáng, xong cái em mới thấy là ồ sao mà mình thấy là mình bị ra máu, sợ quá. Lúc đó là tại bé đầu lòng chưa có kinh nghiệm nữa, nhưng mà mẹ chồng với lại mẹ cứ dặn là nếu như mà con thấy cái cảm giác mà con bị đau bụng nè, hoặc là bị ra nước ối nè, hoặc là ra máu á, thì con phải nhớ là coi như là con biết được là con sắp sanh rồi đó. Cái là lúc đó em bị ra máu thì em, cái người đầu tiên kêu là chồng em, tại lúc đó là ông xã đang chơi với gia đình á, rồi em kêu, em mới nói là anh ơi em có dấu hiệu sanh rồi. Thì lúc đó em nhớ không lầm là 6:15 sáng là ông xã đều chở em chiếc xe đi đến bệnh viện Hùng Vương. Thì đến 8:15 tối thì em mới sanh bé. Nhưng mà có đúng ngày dự sinh không? Dạ không, em sanh sớm, tại vì bé đau lòng á, thường là sớm khoảng 10 ngày, đúng 9 tháng là sanh rồi. Rồi suốt 12 tiếng ở trong bệnh viện là la ó âm sùm không em? Tại đau dữ lắm đó. Dạ, em không có la, em đau, em thấy cái bên em là nhiều người ta la thôi. Em lúc em rất là bình tĩnh, em cảm thấy là em muốn gặp mặt con mình ngay lúc đó. Nên là nhưng mà đau thì cố gắng lắm, có đau, đau, rồi đau. Em vậy? Đã làm gì, em đã làm gì để cố gắng với cái sự đau đó mà không la giống như những người xung quanh? Lúc đó là có ông xã em cái bên, cho nên là cứ bấu víu ông xã thôi. Vậy là bây giờ phải hỏi ảnh là bữa đó anh có đau không, bữa đó anh có đau không? Trong trường hợp này tôi nghĩ là nên mời người chồng ấy tới để hỏi rằng ngày hôm đó anh có đau không, chứ bấu víu cào cấu các kiểu. Cái cảm giác đau đó đó giống như là mình lấy cái tay mình bóp cái sắt mà cảm thấy sắt nó mềm luôn á. Người ta nói đau thấu trời, là hình như 6 tiếng đầu á là đau kiểu cách khoảng nửa tiếng thì mới đau một lần, nhưng mà đến lúc mà chuẩn bị sanh á thì cứ 5 phút là đau một lần. Dạ, nó dồn dập để mà mình sanh được bé đó. Với cái dấu hiệu nào thì bác sĩ mới bắt đầu cho em vào phòng sinh? Dạ, lúc đó em bị đau thúc, cứ 2-3 phút là đau một lần là bác sĩ cho em vào phòng sanh. Nếu mà nói đến cái lúc mà em vào phòng sanh á thì nó giống như là một cái bi kịch nó diễn ra. Thay vì những người mẹ khác người ta sanh á thì khi mà vào phòng sanh thì người ta sẽ được gặp con liền, còn em khi mà em vào phòng sanh á thì em không có được gặp con. Em sanh thường hay sanh mổ? Dạ em sanh thường. 5 phút sau là em đã sanh rồi, sanh rất là nhanh. Nhưng mà khi mà bé vừa ra đó là bác sĩ bốc bé lên một cái là gọi liền cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Cho nên là lúc đó em không được nhìn mặt con và em cũng không được da kề da với con. Mình có nghe tiếng con khóc không hay chỉ nghe tiếng bác sĩ hối thúc cái điều đó? Dạ, lúc đó là bé không có khóc. Thì em thấy một cái hình ảnh là lúc đó bác sĩ xách bé lên á, rồi lấy cái tay ngắt một cái vậy nè, rồi bé khóc rồi đưa đi luôn. Em cũng hoang mang lắm, em nằm kế bên có một người bác sĩ chăm sóc cho em sau hậu phẫu á, thì bác nói là bé có vấn đề cho nên là bác bệnh viện phải đưa bé đi cấp cứu liền. Nói dạ, cái lúc đó em hoang mang, em hỏi là bé bị gì vậy bác, bé bị gì vậy bác? Thì bác sĩ nói bác chưa có tìm ra được nguyên nhân cho nên bây giờ phải đưa vào phòng cấp cứu để mà theo dõi bé. Nhưng mà chỉ có cái là lúc mà bác nói em á là lúc bé vừa lọt ra cái là người bé tím hết. Thì em phải nằm đó và em đợi làm vệ sinh cho em tất cả mọi thứ xong. Thì khoảng 3 tiếng sau thì em mới được đưa ra cái phòng hồi sức bình thường trở lại. Nhưng mà đáng lẽ là ra là mình phải gặp con liền, nhưng mà cũng không được cái cảm giác mà gặp con gì hết. Là lúc đó em đã lo sợ, là em lo sợ là bé có vấn đề rồi. Thì, và đúng như vậy. Và đúng như vậy. Tại lúc đó em cảm thấy là em bị mất thăng bằng dữ lắm. Sau đó thì 3 ngày sau em nằm ở cái phòng dưỡng á, thì cái bác sĩ mà lo cho em, khám cho em từ lúc em đang thai cho đến khi mà em sanh á, thì bác và bác nói là bé bị rubella rồi. Trong khi cái kết quả xét nghiệm trước đó là không có. Dạ đúng rồi, nhưng mà đến khi mà sanh ra thì báo cho em một cái tin là bé bị rubella. Thế thì mình có được nghe một cái lý giải nào đó về cái trường hợp như vậy không? Lúc đó em hỏi liền luôn, tại sao vậy bác? Tại sao mà lúc mà con đi xét nghiệm là không có bị, nhưng mà tại sao mà lúc mà sanh ra thì lại bị? Thì bác mới nói là cái lúc mà đi xét nghiệm thì nó giống như là nó mới chớm thôi, nó chưa có xác suất chính xác á, cho nên mà mình đi xét nghiệm liền thì nó sẽ không có ra. Đến khi mà sanh thì lại bị như vậy. Bác sĩ bắt được em bé ra rồi và em bé tím nhất, mình không được nhìn thấy con, mình chỉ nghe được một cái tiếng con ré lên rồi thôi. Yeah. Rồi là con đi luôn cho tới 3 ngày sau. Yeah. Em cũng vẫn chưa nhìn thấy con. Bản thân chị nghe mà chị cái cảm xúc của chị á, chị còn bị, tức là chị còn đang bị nghẹn, chị không có chịu được. Thì em lúc đó như thế nào?
Dạ em chỉ biết là em khóc với ông xã em thôi. Lúc đó là ông xã được cho vào phòng nằm chung với mẹ để mà trấn an á, thì em chỉ biết khóc và em cầu nguyện, chứ em không biết làm một cái gì hơn khác hơn khi mà con mình nó bị như vậy. Và mình cũng biết được là những cái biến chứng của rubella nó xảy ra như thế nào đối với con của mình thời gian đó. Cho chị hỏi là ba ngày đó sữa có về không? Dạ có sữa. Cái cảm giác đó nó mới khủng khiếp. Dạ. Cái cảm giác mà sữa ở đây mà con ở đâu? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em nằm kế bên đó thì rất là nhiều mẹ hỏi là ủa con của bạn bị thế nào vậy, rồi thấy con người ta ẵm rồi người ta cho bú này kia, cảm giác mình thấy cô đơn và trống vắng lúc đó lắm. Đến ngày thứ bao nhiêu thì em mới được tận mắt nhìn thấy con mình? Dạ đến cái ngày 7 ngày sau khi mà thấy con á, là con ngồi trên xe cấp cứu và đi thẳng tới bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn để mà chữa trị. Mẹ chồng của em ẵm bé chứ em cũng không được ẵm nữa. Rồi đến khi mà vào bệnh viện Nhi Đồng 2 thì em mới bắt đầu em chăm được bé và em ôm và em nhìn được bé. Dạ nó đáng yêu lắm chị. Bé gái mà em rất là thích con gái nữa, cho nên là khi mà nhìn bé dù trên mặt bé bầm hết, bầm tím hết, đụng tới đâu là bầm tới đó hết. Nhưng mà em cảm thấy là lúc nào trong mắt em bé cũng như một công chúa vậy đó. Nhìn bé em thương lắm. Em cứ cố gắng, dù lúc đó cái sức của em nó rất là yếu, tại vì mới sanh mà không có được về chăm sóc gì hết là đã vào thẳng bệnh viện rồi. Em thấy nó có phản ứng lại với mình khi mà nó được mình bế, nó được bà bế? Bé chỉ biết khóc thôi à chị, chứ không có giống như một đứa trẻ bình thường, cho nên là những cái cử chỉ này kia thì nó không có được. Rồi sau đó thì sao? Những cái tháng ngày mà thay vì chúng ta sẽ ở cữ, chúng ta sẽ ở trong một phòng kín nhận một cái sự chăm sóc đặc biệt của một bà mẹ sơ sinh và một em bé sơ sinh, nhưng mà cái tháng đó thì nó như thế nào với hai mẹ con? Dạ cái tháng ở cữ của em đáng lẽ là em phải ở nhà, nhưng mà em phải ở trong bệnh viện. Cái thời gian mà mỗi ngày em phải ẵm bé đi xét nghiệm, tại vì những cái biến chứng của rubella để lại rất là ghê, rất là ghê gớm luôn á. Thì mỗi ngày em phải cố gắng với cái sức của mình để mà mình biết được là con mình có bị những cái triệu chứng nó hay không. Nó rất là ghê. Một mình em trong cái tháng đó? Dạ đúng rồi, bác sĩ không có cho người nhà vào, chỉ có một mình em với lại bé thôi. Thì mỗi ngày là em vẫn phải ẵm bé đi xét nghiệm, nào là tim, nào là não, nào là mắt. Nếu mà đi đến mắt thì bác sĩ nói là không sao, không bị đục thủy tinh thể. Còn đi đến não thì có ảnh hưởng của não. Rồi đi đến tim thì bé bị hở van tim. Di chứng là chân ngắn chân dài, nó rất là nhiều cái, nên là mình chỉ cần nghe thôi là đã cảm thấy là người nó không còn đủ để sức để mà mình đứng mình gượng rồi. Nếu như mà dùng một cái hình ảnh thưa quý vị khán giả để mô tả cho cái điều này á, chị đang có một cái hình dung về này, nhưng là khi mình sinh con ra và mình đón nhận một cái tin dữ là con bị rubella, em giống như một cái bức tượng mà nó bắt đầu chằng chịt hàng loạt những cái vết nứt. Nhưng lúc đó nó chỉ nứt thôi Lan, nhưng mà những cái vết nứt đó bắt đầu nó rơi ra. Với từng lần mình nhận một cái kết quả xét nghiệm thì mình rơi ra một chút, một chút, một chút. Dạ. Hành trình làm mẹ của mình sau đó thì mình có đủ sức lực, hoặc là mình đã làm cái cách nào để mình có thể nhặt từng cái mảnh vỡ đó lên, mình trám lại, rồi mình đi cùng với con. Khi mà biết bé bệnh luôn là em có một cái niềm tin rất là mãnh liệt, là em tin rằng con của em á sẽ vượt qua và sẽ chiến thắng được bệnh tật. Còn tại sao em tin thì em không biết. Dạ tại sao em tin thì em chỉ không biết, em nhưng thôi. Mà em biết là em tin thôi. Bắt đầu 3 tháng là bé đã có cử, bé giống như là bé có cảm giác là bé cười, rồi bé nhìn qua nhìn lại. Là lúc đó em cảm giác cái nụ cười đó là cái liều thuốc bổ nhất trong đó thời gian đó của em. Nãy giờ là không nói được gì hết luôn á, tại vì không có dám nói, tại vì khi mình chị biết chị nói là chị sẽ khóc, chị không có giận được. Vì sao mà chị có một cái cảm xúc rất là mạnh với câu chuyện của em, bởi vì đối với chị, bất kể một khách mời nào ngồi ở đây, chị cảm giác như là một thành viên trong gia đình của chị. Đây là người chị lớn, là một người chị luôn đưa ra cho hai đứa em này những cái nhận định, những cái ý kiến, những cái đóng góp. Một cái hành trình nó kinh khủng, một cái sự đón nhận nó rất là bất ngờ đối với em. Hồi nãy giờ chị tính hỏi là có cái giai đoạn nào nó khiến cho em muốn gục ngã hay không? Chị mới em hỏi, bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy em như thế này là chị biết là em đã vượt qua nó một cách rất là giỏi. Và chắc chắn là không có một ngày nào em nghĩ đến cái việc là em sẽ buông bỏ. Dạ, dạ đúng rồi. Cái thời gian mà em cảm thấy em vượt qua được á là cái thời gian mà khi mà bé được về nhà trở lại. Cái quá trình đó nó sẽ diễn ra là
về rồi lại đến bệnh viện, giống như là bệnh viện là nhà của tụi em vậy đó. Cho đến khi mà 8 tháng thì tụi em mới được về tới nhà. Nó kinh khủng lắm, không phải là ở một ngày, một bữa, một tuần đâu, mà ở phải một tháng đến hai tháng ở trong bệnh viện liên tục như vậy. Những cái biến chứng như là tụt tiểu cầu nè, mà cái đó là rất là nguy hiểm cho bé đó, cho nên là cứ phải ở trong bệnh viện mà theo dõi suốt. Cái câu chuyện kinh tế của gia đình em ở cái thời điểm đó nó như thế nào? Lúc đó là kinh tế gia đình của em, lúc đó là em bán quần áo á, và ông xã em cũng phụ em nữa, cho nên là nó không có được thoải mái giống như là bây giờ. Nhưng mà được sự ủng hộ của từ hai mẹ hai bên, cho nên là nó cũng là một cái tinh thần và cũng có tài chính để mà em lo cho bé. Những cái tác động nào trong quá trình thăm khám dành cho con mà em cảm thấy là thực sự là rất xót xa? Lúc mà nói về não của bé đó, hỏi em là em có biết là ảnh hưởng của não là bé sẽ như thế nào hay không. Tâm lý của em lúc đó, em đã lên mạng, em cũng sợ, em cũng coi những cái biến chứng của rubella rồi, cho nên là em biết. Cái em mới nói là dạ em biết. Thì bác sĩ cảm thấy ủa sao em thấy bình tĩnh quá mọi thứ này kia, nhưng mà đâu có biết được là ở trong lòng của em nó đau như thế nào. Và nó phải giằng xé, nó trải qua cái cuộc gọi là cuộc tự nói chuyện với mình như thế nào đây. Nếu con mình thiểu năng, nói chung thiểu năng của một đứa bé bị bại não, hiện tại bé của em 11 tuổi rồi, nhưng mà cái diễn biến của cái căn bệnh đó nó vẫn ảnh hưởng cho đến lớn luôn. Là bây giờ hiện tại bé của em là không có nói chuyện được, cũng không đi được. Và em phải chăm bé giống như là một trẻ sơ sinh vậy đó. Cho nên đó là cái mà cái niềm đau nhất của một người mẹ khi mà sanh một đứa con gái đầu lòng của mình, mà nó là lẽ bé gái nữa, cho nên là em buồn dữ. Nhìn bé, hình ảnh của bé bây giờ, nhiều khi bây giờ mình đã vượt qua rồi, mình vượt qua cái gọi là cái chứng kiến cảnh con mình bị như vậy rồi, nhưng mà nếu mà nhắc đến là em vẫn chạnh lòng dữ lắm khi mà em ngồi tâm sự ở trên này, chứ em sợ là em không có kiềm chế được á. Nhưng mà rất là may có hai chị ở kế bên và như là cảm thấy như được trấn an tinh thần. Vậy thì mình sẽ hỏi chuyện vui đi. Dạ. Cái chuyện buồn thì nó rõ ràng như vậy rồi, và em đã bước vào cái hành trình này. Chị nghĩ rằng chị dùng cái từ chiến binh nó không có sai đối với em đâu. Em đã đi cùng con trong cái chặng đường 11 năm như vậy. Em lấy cái gì để neo giữ niềm tin lại, để vượt qua rất nhiều những cái lần đau đớn, tan vỡ, bất lực? Dạ, có thể là cái sức mạnh của một người mẹ. Vì mình biết là mình là mẹ của bé. Có bao giờ trên cái hành trình đó em cũng có hy vọng không? Bắt đầu sanh cho đến 3 tuổi là em có hy vọng là bé một ngày là bé sẽ bình thường giống như bao trẻ khác. Nhưng mà em thấy nó không có diễn ra giống như em mong muốn và em hy vọng. Cho nên đến từ 3 tuổi đổ đi đến bây giờ là bé 11 tuổi rồi, thì em cứ lấy hết cái sức của mình lo cho bé. Mình cũng không hy vọng gì nữa hết. Mình cứ chăm cho bé đến khi nào bé còn ở bên cạnh của mình là mình cứ chăm thôi, chứ không còn hy vọng gì về cái tương lai tốt đẹp nữa. Chắc chắn là bé của em sẽ nhận những cái lời nhận xét từ phía người ngoài, thì nó sẽ không thiếu những cái lời tiêu cực. Em bảo vệ con bằng cách nào? Ở ngoài thì em thấy là không có ai nói hết á, nhưng mà có nhiều lúc em quay bé lên YouTube á thì các bạn nhỏ không có biết á, cho nên là sẽ comment ở bên dưới những cái lời rất là buồn. Con bé này nó bị gì vậy, nó bị điên hả, hay là nó bị thiểu năng hay cái gì á. Nói chung là comment những cái lời nói làm khi mà em đọc vào thì em cảm thấy em bị nhói và em khóc, cho nên sau đó có một thời gian em không có cho bé lên clip nữa. Thôi bây giờ chúng ta đến với cái hành trình của bé thứ hai đi. Dạ. Cái bạn lớn của mình cách bạn nhỏ là 5 năm. Vậy thì cái phản ứng của ông xã em ở cái lần thứ hai, khi mà mình đón cái tin là con lại có thêm một bé nữa đến với cuộc đời mình, thì ổng còn đơ giống như lần thứ nhất? Lần thứ hai là ngoài dự định, cho nên là cái cảm giác có nghĩa là rất là sợ luôn, chứ không phải là đơ nữa. Cái này lúc này là rất sợ luôn, chứ không phải là còn cái gọi là sợ kinh tế hay cái gì nữa, mà rất là sợ vì do đứa bé đầu tiên nó làm ám ảnh hết tất cả những cái nỗi mong muốn có đứa con thứ hai nữa. Nhất là ảnh hưởng tâm lý thì rất là nhiều. Khi mà biết là có tin mang thai rồi thì em cứ lo sợ là không biết là có giống như bé đầu hay không. Nhưng mà đúng là trời thương, khi mà em mang bầu bé thứ hai á thì cuộc hành trình mà mang thai của em nó diễn ra rất là suôn sẻ cho đến khi mà em đi sanh luôn. Cũng có lo một chút, nhưng mà mình tin là
sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Không lẽ ông trời cũng đối xử với mình vậy đúng không? Ông lẽ là cho mình bị thêm đứa thứ hai nữa. Lúc đó chắc em nghĩ là em quỵ thật sự luôn á. Nhưng mà không may. Không rất là may mắn là bé thứ hai của em sanh ra rất là bình thường. Và đó là một cái điều kỳ diệu ạ. Tình cảm của hai chị em như thế nào? Dạ, dù là chị bệnh đó nhưng mà bé trai rất là thương chị. Dạ, có thể là chị biết được là những cái clip em đăng lên đó, thì mới thấy được cái mà ảnh thương chị hai như thế nào. Dạ, thương lắm chị. Coi như mến chị hai, ăn cái gì là cũng đút chị hai ăn đó, tại vì chị hai đâu có biết tự ăn đâu, cho nên là ăn cái gì là tự lại đút chị hai ăn đó. Không cần mẹ ba mẹ nhắc. Lúc mà ảnh cầm ly nước đó, cái ảnh cầm cái muỗng, anh nói chị hai hãy uống đi, chị hai uống đi, ý là muốn chị hai mình phải lấy cái miệng hút vô bình thường chứ không phải là phải cầm cái muỗng đút nữa. Chị hai uống đi chị hai đó. Là lúc đó em cảm thấy em vui lắm, mà cái đoạn clip đó là đăng lên là các bạn cứ vào comment cái chỗ đó, trời đất tin thương chị hai quá, đất tin dễ thương quá. Dạ, lúc đó là em cảm thấy em vui nhất luôn á chị. Em có nghĩ rằng là bạn lớn á cảm nhận được cái tình cảm của cậu con trai không? Dạ biết. Bé của em tuy là bị não nhưng mà bé có cảm nhận hết đó chị. Biết tình cảm của ông bà cha mẹ rồi em của mình nữa. Mà đặc biệt là chị rất là thương em. Mỗi lần mà em tới là vui lắm kìa. Giống cảm như hứng hở liền. Ứng hớn hở liền. Mà lúc mà em bị bé đầu là bác sĩ cứ nói em hoài là em hãy sanh thêm bé nữa đi. Bé sau nó sẽ vực chị mình dậy. Thì mà lúc đó mình sợ, mình đâu có nghĩ là mình sẽ sanh thêm một bé nào nữa đâu. Nhưng mà không ngờ là khi mà sanh ra bé thứ hai rồi á thì cảm thấy là chị hai á biết được nhiều cái từ em mình lắm. Ví dụ như em mà học á là chị hai cũng muốn có cuốn tập là cái bên rồi chị cũng tự lật vậy nè. Dạ. Rồi lâu lâu là phải quắt em tới chỉ là ý là kêu em chị hai học đi đó. Dạ, cái... và rõ ràng là trong cái sự tương tác của hai bạn em thấy có chuyển biến rất tốt cho bạn. Dạ đúng lớn, rồi đúng có chuyển biến á chị, và bé nhận thức được nhiều hơn nữa. Chỉ có cái là bé không đi, không nói chuyện được nhiều thôi. Sao tự nhiên bản thân em đến giờ phút này em lại mong muốn một cái phép màu nó sẽ xuất hiện? Biết đâu. Ừ, biết đâu nó lại có phép màu xuất hiện. Cho nên thôi mình cứ hy vọng, mình cứ nuôi một cái niềm hy vọng như vậy. Mà mình cứ nuôi dưỡng các con một cái cách tự nhiên nhất. Biết đâu một ngày nào đó em sẽ mỉm cười và em đón nhận một cái món quà bất ngờ của Thượng Đế ban cho.